Thí dụ như bây giờ mình á, niệm Phật là mục tiêu cầu sanh cực lạc. Chư tổ sư cũng dạy niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mà mình là người Việt Nam thì mình niệm Phật, cái tiếng Việt Nam mình nó ngon rồi đúng không? Thì như thế nào? Chúng ta đã biết niệm Phật rồi, chúng ta không cần đi nước nào nữa chứ. Vậy đi đến nước nào cũng niệm Phật à? Vậy đi làm chi? Thà đem cái đồng tiền đó đi cúng dường cho nuôi mấy bà già này còn ngon hơn. Những đức nói thiệt đó quý vị. Nước này nước kia làm chi? Cũng là đi niệm Phật, mục tiêu là gầy dựng tín nguyện niệm Phật nè. Chứ không phải là đi tìm, đi tham khảo chi nữa. Tham khảo càng nhiều càng khó niệm Phật, hiểu không? Nếu mà nói về nghiên cứu, nói về đi tham khảo thì tất cả pháp phải nghiên cứu, tham khảo hết. Còn nếu nói về cái chuyện giảng sanh thì một câu Phật hiệu là đủ rồi. Nhớ, câu Phật hiệu là đủ rồi. Nếu bạn muốn giảng sanh thì một câu Phật hiệu là đủ rồi. Còn nếu như bạn muốn đi tham khảo thì về cực lạc đi tham khảo. Về cực lạc mình gặp Phật thiệt luôn, giảng cho mình nghe. Muốn tham khảo pháp nào cũng được. Mà mình mà về cực lạc rồi mình đi tham khảo là pháp nào mình cũng trực chỉ, trực chí mình đi thẳng vào, để minh tâm kiến tánh thành Phật được hết. Còn bây giờ ở đây mình càng tham khảo có khi càng loạn, có khi mình mắc phương hướng tu luôn á, hiểu chưa? Nên bây giờ nếu muốn tham khảo thì các pháp đều tham khảo. Còn nếu muốn giảng sanh về cực lạc thì câu Phật hiệu là đủ rồi. Quá đặc biệt, hiểu không? Quá tuyệt vời rồi. Nó nên có những người mà người ta đi nước này nước kia, những đức nói đi được thì tốt, nhưng họ đem cái này cái kia hình ảnh đem về cho những đức, cho người ta toàn là tiếng Tàu, tiếng Mỹ, tiếng Pháp thì không, những đức nói không bằng, không bằng tiếng Việt Nam. Tại vì sao? Vì mình là tiếng người Việt Nam. Mình là người Việt Nam thì cái gì của người Việt Nam nó vẫn là đặc biệt, đúng quý vị? Đó. Mình không phải mình nói là đất nước mình là số 1, nhưng mà mình ở đất nước mình là phải số 1 chứ. Thí dụ những đức ở chùa Hòa Thượng thì chùa Hòa Thượng là số 1. Chứ thì sao? Nếu cái duyên những đức một ngày nào đến ngôi chùa nào khác, những đức sẽ nói chùa đó số 1. Chứ quý vị nói số 2 nó đuổi mà đi hả? Bây giờ quý vị đi đến đây, quý vị sống ở đây những đức lo, quý vị khen ở nơi khác, những đức nói đi là ở nơi khác mà chơi. Cái này là thẳng thắn với quý vị quá rõ ràng đúng không? Đó, đúng rồi. Hiểu không? Rồi bây giờ quý vị sống với chồng quý vị, bởi vì bên chồng quý vị mà quý vị nói là thằng khác số 1. Thằng chồng quý vị nó nói nè, mày đưa cái mặt đây. Tao nhổ răng hết luôn cho mày biết. Không còn cái răng cháo luôn cho mày biết. Ôi mày sống với tao bao nhiêu năm nay mà tự nhiên mày vừa gặp cái thằng nào mày nói thằng đó số 1 là sao? Bây giờ thí dụ quý vị đến đây nghe những đức chia sẻ một pháp, vì có thích cỡ nào chăng nữa, nhưng trước mặt chồng quý vị những đức là số 2. Hiểu chưa? Cái đó mới là đúng. Hạ xuống tuốt ở dưới luôn, chồng mình là ở trên nhất. Thì như vậy mới giữ được gia đình hạnh phúc. Không có được khen người đàn ông khác trước mặt chồng mình, dù người đó là người xuất gia. Xuất gia cũng là đàn ông chứ không lẽ là đàn bà. Hiểu không? Nguyên lý là như vậy thôi. Nên cái chuyện mà mình là người nữ đi đến chùa tu học, cái chuyện cá nhân cuộc sống của quý thầy là để quý thầy lo. Cái chuyện mà cá nhân chút chút quần đùi áo thun hay là quần nhỏ quần gì đó, đừng có mua làm chi. Mình tầm bậy, cái đó là mình tầm bậy rồi đó. Cái chuyện đó mình được quyền lo cho chồng mình thôi, chứ mình không có được lo cho cái người khác được. Người gia đình chồng mình biết được, người ta không có đồng ý gì đâu. Nếu như quý vị mình đặt là người đàn ông vào cái gia đình đó, mình là người đàn ông chồng của người vợ đó, mà vợ mình đi như vậy, không lẽ mình không nói à? Mình không nói lâu ngày nó thành cái bệnh luôn, nó thành cái bệnh tùy tiện, hiểu chưa? Nên có những cái người đàn ông mình cần nói là phải nói à, không nói vòng vo chứ. Cái đó không được, đó là không được, là không được lãng quạng, nghe chưa? À, cái đó là không được, là không được á. Phải nguyên tắc như vậy đó thì cái gia đình này mới hạnh phúc. Nên nói người đàn ông là trụ cột gia đình, mình nói là không được là không được à. Nó nếu như gia đình mình mà không có đàn ông thì mình là người phụ nữ thay thế đàn ông, nói cái này không được là không được với con đó. Không nói vòng vo chứ á, thì vậy cái gia đình này nó mới ổn được. Còn nếu như gia đình trong đó mà nó loạn, nó muốn làm thì nó làm thì thua, đúng quý vị? Nên mình đi về chùa mình nghe gì nè, cái sự hộ trì tam bảo mình hiểu, mình biết thương quý thầy bằng cách nào đó, mình biết cái đó mới là thù thắng. Riêng chùa mình là quý thầy quý chú là họ đều được những đức lo hết trơn rồi. Quý vị đi về chùa họ lo phục vụ này kia được. Quý vị đừng có nói tội nghiệp quá, mua này mua kia cho là hại họ.
Tại vì quý vị cho một người thì mấy chú kia ông sẽ buồn, tại sao chú này được mà mình không được, Phật tử không công bằng. Bây giờ để một mình những đức lo cho hòa thượng thì trên xây chùa, kế những đức nuôi chúng. Vậy là cái chuyện này quá ổn rồi, chùa mình là hoàn toàn quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ. Cuộc sống ổn định để tu hành cầu giải thoát. Họ trong túi không có tiền một cắt nào thì họ dễ tu. Còn quý vị đem tiền quý vị đưa cho họ là vì đang hại họ chứ hộ trị gì. Thí dụ như bây giờ quý thầy chùa mình vị trí, chỗ ở, vị trí đâu vào đó đàng hoàng, phòng ốc đàng hoàng hết trơn. Nó thí dụ như làm sao những đức làm sao họ vậy hết trơn. Ăn uống làm sao thì họ ăn vậy đó. Đồ như đức có đồ gì thì họ có đồ đó. Nó ví dụ như đức có xe đi thì họ cũng đi. Từ nơi đó thì hoàn toàn anh em chống hịch với nhau. Còn quý vị đưa tiền hộ trì cho họ, cho tiền họ riêng biệt thì họ lập vị tư tưởng. Họ có tiền họ sẽ có mầm mống. Đó không phải là trí tuệ hộ trì, mà đó là đang hại người ấy. Hiểu không? À, còn thí dụ như quý vị đi đến một cái nơi nào đó, cái nơi đó người ta không được lo như vậy, thì quý vị có thể cúng dường cho quý thầy, giúp cho quý thầy có cuộc sống, có vị trí ổn định, cuộc sống ổn định để tu. Thì đúng quý vị hộ trì đúng chỗ rồi. Còn riêng chùa của mình, riêng quý thầy quý chú của chùa mình là không có cần cho cái gì chứ. Không có đồ đạc gì quý vị phải cho chứ. Còn quý vị cúng dường là gì? Cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo sẽ lo cho quý thầy quý chú trong chùa mình. Đó là cái quy trình của những đức ở đây lo cho chúng như vậy. Còn mình đến cái nơi nào người ta không có quy trình này thì quý vị cứ lo, cứ cúng dường. Nhưng cúng dường tiền bạc quý thầy muốn mua gì mua, cái chuyện của quý thầy. Đừng có mua đồ đạc, mua cái này cái kia của người ta bận mà. Ví dụ như người ta thích bận màu xanh, mình đi mua màu đỏ. Người ta thích bận màu trắng, mình đi mua màu vàng, không phù hợp. Thôi giờ con cúng dường cho thầy, thầy muốn mua gì thầy mua. Đó là cái rất là rõ ràng, hoạch tẹt không có mà gọi là lại nhầy. Mình cúng dường đồ đạc, khi bạn bộ đồ lên mình còn nói nó đồ đó tôi cúng cho thầy bạn. Dính rồi thấy chưa? Nó có một lần cái cô đó tặng những đức bộ đồ. Xong những đức cũng có, chưa có bạn. Mà thầy bà hỏi hoài. Bà hỏi là sao con không thấy thầy bạn bộ đồ con tặng. Những đức nói bạn bằng đêm. Nói câu đại câu bạn bằng đêm mà nói câu nhận. Nói sao kỳ đồ của con tặng mà sao thầy bận bằng đêm không. Những đức nói bận bằng đêm mới quý cô đó. Tôi nghe nói à đúng rồi thầy nói đúng ghê. Đêm mới quý cô đúng không. Nói bận bằng ngày thì không có suy nghĩ tết, nhưng bận bằng đêm thì suy nghĩ tết. Nói sao nó cũng vô được hết chứ. Thấy không vui ghê nghe. Đó cũng là cái dính mắt rồi thấy chưa. Không phải chi tặng tiền thì người ta muốn làm người ta làm kệ người ta, còn đưa bộ đồ cuối cùng đi kiếm đi coi, đi hỏi coi sao bận chưa. Cuối cùng thầy cũng nói bận bằng đêm. Mà còn hỏi lại là sao bận bằng đêm mà không bận bằng ngày, như đức nói bận bằng đêm mới nhớ chứ. Trời ơi ngộ ghê thấy chưa. Không mà thật sự mình là người niệm Phật nó bất chợt lắm quý vị. Cái lời nói mình nó rất là bất chợt mà nó phù hợp nữa chứ. Nó phù hợp vào con người vậy luôn đó. Đó, nên từ nơi đó cái sự hộ trì để tu tạo phước duyên là phải hiểu. Phải hiểu. Những đức nói đây không phải quý thầy, quý vị không cúng dường cho quý thầy, mà là cúng dường phải khéo cúng dường. Để bản thân mình là một người phụ nữ đã có gia đình, có chồng rồi, đừng có bao giờ đi đến chùa mà lại lãng quạng cái này cái kia mà không phải. Bị mang tiếng mang tai, không có hay. Thí dụ như nhà mình đã lo không xong rồi, mình đi đến chùa là để tu học, để đem cái pháp tu đem về để áp dụng trong cuộc đời của mình, thì quý vị đi chùa vậy là có kết quả. Còn quý vị đi đến chùa mà cuối cùng nhà lo chưa xong mà còn đi lo thêm cho một hai người nữa, quý vị tạo cái này phải là quý vị tạo thêm cái cực không? Hả? Tạo thêm cái cực đúng không? Nó nên từ nơi đó mà phải nhận thức cho sâu sắc, cho hiểu. Đó, nên từ nơi đó hiểu được rồi thì tự nhiên áp dụng một pháp đặc biệt. Những gì những đức mà chia sẻ, những đức nó thật sự quý vị ai cũng chấp nhận chứ. Tại vì cái điều Phật pháp nó là như vậy đó. Nó quý vị nghe nhẹ sờn thấy chưa. Rồi chỉ quý vị là ở thế gian tu tạo công đức nào lớn nhất thì nãy giờ nói rõ ràng rồi đó. Nó cái việc mà quý vị thấy một cái nơi tu hành gì, nuôi nhiều người già, lo lắng nhiều việc, làm nhiều việc gì, hộ trì được dưới khả năng mình làm cứ làm. Dưới khả năng mình làm được cứ làm. Thí dụ như quý vị đi về đây, những đức nêu lên cái chuyện bố thí cúng dường cho quý vị, chứ những đức có kêu tên chị Én, chị Xài gì đâu. Đức có nói tên đó đâu, không có. Những đức nói đại vậy tìm vào mẫu mỗi một con người chúng ta. Thí dụ như có những người thì người ta có khả năng người ta mua được 10 bao xi măng, còn mình thì có khả năng mua nửa bao xi măng. Có những người thì người ta mua gạch thiệt là nhiều, nhưng có những người mình cúng cục gạch. Thật sự mà nói cái tâm của con người mình
nó đâu có nhỏ. Nó giống như mà cái cô này cũng nghèo, thiệt là nghèo, cũng khổ, thiệt là khổ, có đi xin ăn. Mà có nói rằng là cái cuộc đời của cổ là thiếu phước duyên nên đời này nghèo nàn đi xin ăn. Thôi bây giờ tu tạo phước duyên, người ta cho được đồng, đem đồng đến thành tâm cung kính cúng dường cho quỷ hòa thượng. Vậy mà quỷ hòa thượng bước ra tiếp nhận, gõ chuông chứng minh, hiểu không? Xong cái phước cung kính cúng dường đó mà cúng dường cho một bậc chân tu nghiêm túc, hiểu không? Chỉ hóa chỉ phước của cổ mà cổ được làm bảo hộ, làm bảo hộ. Còn khi mà làm bảo hộ rồi cũng hết cho nên lúc đó cổ đem vàng cũng nhiều, nhưng mà cái tâm cúng vàng đó nó có thành kính bằng một tầng kia, thì bà tự kêu cúng tiểu cho nhẹ, thấy tức mình vô cùng. Hồi đó cũng không làm một bà tự nhớ nhẹ gọi kêu kiến minh, bây giờ cũng vàng mà bà tưởng không ghen mà cũng chút tiểu đi, thấy không? Cái tâm cũng dùng đó để biết, thấy không? Ngày xưa đâu có biết gì nên thành tâm thành ý đến chút lúc đó tiếp nhận một lần. Nhưng mà bây giờ cái tâm này nó khác rồi, dù vàng mà cho qua, nhưng mà cái tâm nó không bằng cái tâm gì. Nên xong rồi muốn gặp của bà tưởng nghe biết pháp tôi nghe không hiểu gì. Ngày xưa tôi cũng một lần mà pháp thành ý, còn bây giờ cũng dài là cái quá mà thiếu sự thành kính và không bằng một đàn ngày xưa đó. Nên mình đi chùa chùa tạo một cách mình cùng hùng phước đó cũng sẽ chùa để nhiều người già được đó. Một cục gạch đó mà mình bỏ vào một cái tiền của cái nhà thì cũng có cục gạch mà cái đó là tiền của mình đó đó. Ví dụ như bây giờ cái nhà mà thiếu cục gạch thì cái nhà nó được rồi, nhờ cái cục gạch nó để luôn và nó tiến từ cái nhà, nên tuy là một cục gạch nhưng nằm cho một cái nhà, đúng không? Đó. Mình bây giờ có làm cái nhỏ của cái đó, cái tâm của mình cũng như sao. Dù có những người người ta cũng có trăm triệu nhưng mà người ta có tiền bao nhiêu chục tỷ, nhưng có những người người ta cũng có 10 ngàn mà chúng ta có 100 ngàn, vì hãy tính còn từ người kia thì người sẽ biết mình cái tâm của ta cũng sao vậy. Nên từ người đó hỏi một con người chúng ta đến một pháp là từ cái tâm sanh ra cái tâm lớn đến bao nhiêu thì phước lớn bao nhiêu, gọi là tâm lượng lớn chú khấu lớn, tâm lượng nhỏ phước khấu nhỏ. Cho nên mình cứ thấy mà lượng mình 82 tuổi rồi mà ngày còn nổi nắng thì mình sẽ chùa cho người già đó. Nên từ người cái nhân duyên đó cái ta nên nhận chứ chi chi mà mình sẽ chùa quá rồi gì. Nó bây giờ mà mấy nghĩ nhà đây là sự phát triển được thì tất cả quý vị mà nghe qua câu hỏi này mới có được tiền đường mình tưởng là cái gì đó là đường chỉ là cứ về đi cái bộ gì mà mình làm đi nên gặp là bộ bộ gì mà mình xây, nhưng mà trước đó là mình xây 2 ngôi nhà sao mình nuôi các cụ ông đó, thì tôi nói đó mình cứ la đi, nó la đi đi tôi luôn nha. Nó à, và tôi đi rồi từ từ nó có tầm 2 thầy trò kết hợp nhau cái duyên này những cái kia bên đại chúng quý vị, ví dụ như đi về đây thì giờ vì không gặp bà tổ thì cũng nhiều nghe cũng nói bảo nghe hỏi nó bảo đưa ra bảo lớn nhiều luôn cái bà đó tại thầy cũng muốn nhiều thầy của bà tổ không gặp bỏ cũng nó bảo cũng cứ đi chạy cho cuối nó thôi chứ. Bây giờ là số lượng đông người nào đi đứng tới thì chạy thì muốn đi nhặt nhặt sau rồi chết ngay ngày cái bên nó mà lượng đến tuổi mà nó con ngồi đó thì bị uống giường thì xong rồi xỉu lớn tuổi hơn mình bỏ cái bụng nó bảo nghe cái bụng bự nó chịu thấy không xỉu nó nhiều người nó thầy con cái bóng xanh mà mình bỏ đâu bụng nó bảo nghe ta bảo là cũng nên bỏ đâu cái bóng xanh đó thì nhìn tức thì bây giờ mua kim rồi bóng xanh thì kia rồi thì cũng tự nó bảo ra chứ đâu không? Và làm được không? Cũng từ làm bảo hành hàng cứ là có gì làm bảo hành thì tại sao mà nói con á thì con bóng xanh cũng làm được mà con bỏ không làm bảo hành xong vì nó hiểu quá chào lý là gì có cái điều hòa, nghe không?
phải là những cái kỷ niệm của mình, mà những cái kỷ niệm thì cũng có muốn nghe cái chuyện đâu. À, kỷ niệm. Bây giờ tôi nghĩ cái gì thì chắc là sao ta theo năm chết. Thì những cái tội. Còn những kỷ niệm thì làm sao mà có phước má được hoàn tử. Có phước cái sao. Cái gì làm vậy? Nó cứ giống như là người ta, bây giờ thì giống như người ta bị mang thai. Cái gì thôi. Em là chị dặn, em là má thầy. Mình dặn là đi giết người. Mình chỉ chỗ là đi giết người, mình ác rồi. Hoặc là giờ chồng người ta có vấn đề này thì mình xin lên đàng hoàng các bạn. Chứ mình không tạo chị mình như em bỏ tám người chui. Bây giờ chị mới nói cho em mặt làm chồng của em hết ghét. Dung yên vô dụ mỏ là quét ô má cái gì tự nhiên cái đầu con chồng ra tự nó làm được tự nhiên là ghét trong dòng người để vợ chồng nó chỉ la tội cái tội là tội chăm chít hiểu chưa giống như là vua lúc khỏi đấy cùng với bà cũng biết đọc đứng trên hoàng cung nhìn xuống ở dưới cái chèo thì nhìn có người bán dưa. Thì cái người bán dưa này á, đang bán dưa thì có người là bán dưa không bán là được, bán ra cái như vậy không bán là được. Sao cái một chút chiếu một người đến nữa vừa đến mua dưa cho dưa vui vẻ cho luôn. Sau đó vua lưu mở đấy hỏi và người biết đâu tự biết đâu rồi bị ta đang đắc khảo này hỏi là cái lý do gì sao mà hai người đi cùng đi. Thì bà Thượng Thủy Tông nói rằng những cái đời kiếp trước cái người đó không? Là con bán dưa này là ổng là một tội đồ cái vị sự tử mà cái thằng còn mua dưa đầu tiên có thấy cái người ta sắp sự bị giết nói gì không đáng đời chỉ có đồ thì là đáng đời mà đúng là tội đó là tội đáng chết mà nó tội đáng chết đáng đời này hả nó tội. Còn cái thằng kia là thứ hai đó câu còn nhiều quá câu gì đó vậy mà nó dạy một dòng cuối cùng gặp lại cái mua yêu nó chửi một trận còn cái thằng kia là nó cho ăn nó đường người quả ăn với cuộc họ tôi hỏi được cái người chúng ta mình nghe một pháp nó là lớn lớn vì thế những cái điều này người dính nhiều chúng ta như gì đó nó đâu chúng ta nó chung dính nhiều được người đàn bà ác thì họ không đàn kia hoặc là bây giờ mình lên cái thu phí thằng nào ác thì sống chặt đầu đi mà nó không có gì đâu là mình đã ác tâm mà bị không nhận không nên cái khổ nghiệp của mình là dễ đạo biết dễ đạo trước mắt mình cái gì ác mình dễ của bội lắm chỉ của người ta là của mình thôi ví dụ như bây giờ mình chọn mình biết nó giờ cái hạ 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 mình không biết nhân quả gì đâu mình đi ngang mà thằng chồng đúng đã để giữ cơ theo. Mà người ta cứ biết là hiện tờ cứ kiếm cái một quen cho mình nhìn lại thì mình thấy con vợ cũng đứng thành trọng mình thả đâu quýnh quá rồi đúng không? Mà đâu có biết đâu mà chỉ thấy cái tờ này cái thằng này nó quýnh cái con nhỏ này thôi mà mình cũng biết hiện tờ quýnh là con nhỏ này là quýnh thằng này nên họ có nhận sẵn của mình nên mình nghe chưa mà nói hiện tờ là mình mang cái quả cái đầu hiểm đã sợ cho có gì mình làm sao nhớ là mình làm mấy cái điều hợp ác thì mình dùng cái không gì đâu thì tôi bây giờ học vô thì nó rất là bậy được ai đi làm học ai đi học bậy đi gặp cái ác thì ai đi học tôi nghe đi nó ở mình đang nói ví dụ như có một anh nói này anh bị bạc cái gì mình vừa gặp cái đó nhìn anh thấy thương xót mình thấy cái tâm mình nó thiệt bây giờ mình nói đâu nó chẳng có bằng ai đi làm học thấy không anh bị nó vậy. Một ngày nào một đời nào cũng hay nhau tờ này nhất định là gì được làm
Tại vì mình đạt là tác động của cái gì? Ví dụ như bây giờ là mình tự nhiên hay cái kiến thức về nó phải đơn giản. Trong những cái đầu kiến nào nó được chặt trên cái khuôn mặt nào. Mà bây giờ cái quả báo đời này là tụi hay. Chứ đâu có đơn giản là nhân quả quả báo là muốn biết nhân đời chúng sẽ quả báo đời này. Muốn biết quả báo đời sau sẽ nhân đời này. Cái rõ ràng đó. Mình nên đã bị đề ác nhiều người con buồn là nghĩa là nghiệp cũ đã như xong và tạo nghiệp mới. Bây giờ mình mới vui vẻ con đời này để còn nào không còn thay tụi máy đi. Vui vẻ đôi đường để mình thấy người ta ngưỡng mộ. Ta hỏi mình bộ gì sao mà tụi máy cái kiếm mình. Là đứa này vui dữ. Nói là khi nghe thầy đứa con giả cái gì. Nghĩa là vui 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 lấy cái máy của bác cứ ăn cầm về nghe đi nghe chứ đừng quên bấm đêm hai cái gì đó hay lắm à bây giờ anh dùng ăn ăn được hai cái game mà còn hạnh phúc hơn nhiều người có chứ mà không bỏ đem vì vậy ngủ để mắt qua như Đức Phật sau rồi. Tôi còn nhớ tôi này, tao ngủ với mày này. Con ở nhà con nằm mắt cũng không ngủ, mà ngủ hai ba giờ tôi kêu con đến chùa một phát thì ngủ. Chỉ cần thà thì tôi muốn chùa quá tôi ngủ. Mà con ngủ là tôi vô cái điện nghe thầy dạy con ngủ. Như vậy thì cứ chơi điện nghe dạy con ngủ. Còn người nào ngủ thì cứ ngủ. Nhẹ mà mặt mở rồi cái tâm tới cho bà ngủ. Con ngủ 3 tháng. 3 tháng là giống như là mỗi tuần chuyên mới ngủ 3 tháng. Rồi bây giờ là 3 tháng sau là hướng nó ngồi nghe không ngủ. Thấy không? Nếu như là mỗi tuần ngủ thì nghe là giả ngủ có bỏ gì còn gì người ta nghĩ giống như gì đúng không? Tên này nghĩ ra kia đúng không? Thì ta là không có cơ hội đâu. Người ta có cơ hội ngồi, người ta có cơ hội phát triển. Còn nếu như người ta không có cơ hội ngồi luôn thì người ta không hưởng được quan sau đó. Nên người ta nằm ở đây, người ta ngồi ở đây, người ta ngủ vậy mà người ta tiếp nhận được cái quan nguyên bao nhiêu người này. Người ta chẳng cảm thấy mát mẻ vậy. Bây giờ không có nhiều cơ hội bế lên đây nè, mà mát cũng Yeah.
Mà cái viện thì mới rồi. Nhiều người chúng ta khi đi về chùa, mình rất muốn biết tu tạo công đức phước báo nào lớn nhất. Những đức thấy rằng là
cái việc mà giúp người ta niệm Phật là tu tạo công đức lớn nhất, nên gọi là hộ trì tam bảo. Thí dụ như một cái pháp hội mà đông người gì, đa phần là những người niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà mình hộ trì cho những người này, đây là tu tạo công đức lớn nhất. Thí dụ như mình cho người ta cơm ăn áo bặn, người ta ăn uống xong no nê, xong người ta đi tạo nghiệp, người ta cũng đọa lạc. Nên mình cho người ta cơm ăn áo bặn thì mình phải đem Phật Pháp giới thiệu, mình phải tặng thêm Phật Pháp. Thí dụ như quý vị đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia tốt, nhưng phải kèm thêm Phật Pháp. Hoặc là cái chỗ mình phát quà, mình để máy niệm Phật chỗ đó đó. Để làm chi? Khi mình phát quà là tài thí, nhưng người ta nghe niệm Phật là pháp thí, người ta vui vẻ là vô ý thí. Một cái thí của mình, nhưng mà nó thù thắng, nó đặt vào đó để sanh công đức, đó là pháp thí. Nên chư Phật nói rằng là pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm. Nghe âm thanh gì? Thuyết pháp. Âm thanh gì? Niệm Phật. À, khi mình nghe thuyết pháp rồi mình nghe niệm Phật thì chúng ta mới có thể nhận thức được, rồi mình hướng đến cái chỗ giải thoát. Phải nhớ, nếu như mà bây giờ mình mà không nghe được thuyết pháp thì làm sao mà mình tu học được. Thí dụ như nó không có cái âm thanh này, sao mình nghe đây? Âm thanh này chịu thua luôn. Nên từ nơi đó mà điện nó hơi yếu một chút thôi là quý vị thấy âm thanh nó không bình thường. Điện cũng như là cái năng lượng vậy đó. Con người mà thiếu năng lượng là thấy con người mệt mỏi. Nên mình tu học hồi sáng xong xuống ăn cơm là nạp năng lượng, xong mình ngủ giấc cũng nạp năng lượng. Còn nếu ai mà ngủ không được thì niệm Phật cũng là cái cách nạp năng lượng. Đúng không? Nên khi nạp năng lượng xong mình lên thấy mặt ai cũng tươi rói. Nếu như từ hồi sáng thì mà tu bắt tu luôn, rồi giờ này tiếp tục thuyết pháp nữa thì chắc chắn lên đây ngồi gặp mặt ai cũng cú rũ. Không thể nào mà mình vui vẻ vỗ tay sùm được đâu. Tại vì sao? Vì mệt mỏi, thiếu năng lượng. Thấy không? Giống như cái xe mà nó hết xăng, sao chạy? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta cần có một phương pháp để mà nạp năng lượng. Mà những đức thấy cái phương pháp nạp năng lượng thù thắng nhất là cái tâm địa mình phải hướng đến cái thiện nhất. Mà không có một cái thiện nào lớn nhất bằng danh hiệu A Di Đà Phật. Thí dụ như một con người chúng ta nghĩ đến cái ác thì đây là một cái cách mà tiêu năng lượng nhanh nhất. Còn một người chúng ta mà nghĩ về thiện thì đây là cách mà tích tụ năng lượng nhanh nhất. Nên chúng ta thường niệm Phật là cách để tích tụ nguồn năng lượng cao nhất. Mà tu tạo phước báo công đức lớn nhất là hộ trì cho người niệm Phật. Rõ ràng gì họ sẽ làm Phật. Họ niệm Phật, họ gì cực lạc họ làm Phật. Nên từ nơi đó mà chúng ta hộ trì cho người niệm Phật là tu tạo công đức lớn nhất. Thí dụ như 10 công đức niệm Phật, 10 công đức phóng sanh, 10 công đức làm thượng Phật. Trong kinh có để những công đức này. Vậy thì hòa thượng mình ngày xây chùa, xây chùa không nghe nói 10 công đức. Nhưng mà cái việc hòa thượng xây chùa để cho người niệm Phật ở đây tu thì ngài thu gom luôn 3 loại công đức này. Phải không? Thí dụ như một ngôi chùa mà không có hướng dẫn niệm Phật cầu sanh cực lạc thì nó không dính vào 3 loại công đức này. Tại vì 10 công đức niệm Phật, 10 công đức phóng sanh, 10 công đức làm tượng Phật. Thường là người tu tịnh độ là người ta sẽ có phóng sanh, làm tượng Phật. Thường là nhiều cái điểm này ha. Còn những nơi mà người ta không tu tịnh độ thì người ta lại ít làm tượng Phật. Và người ta lại ít cái chuyện phóng sanh lắm quý vị. Ít lắm.
Nên hòa thượng mình ngài xây ngôi chùa lên, mà nhiều người về niệm Phật, ngài vui khi những người ta về niệm Phật. Thì hòa thượng ngài xây ngôi chùa lên thì tức khắc có mưa, có ba loại công đức này nằm ở trong ngôi chùa của hòa thượng đầy đủ hết rồi, viên mãn. Thí dụ như cái nguồn gốc mà không có ngôi chùa này thì làm sao chúng ta về đây? Mình phải công nhận là điều đó. Rồi nếu như không có nhân duyên phước đức của hòa thượng thì mình về đây yên được không? Quý vị thấy mình có khi mình đến một nơi nào đó chỉ số lượng ít người thôi là mình đã thấy vất vả. Có khi người ta không chấp nhận, mình chạy đôn chạy đáo. Lúc trước những đức ở một ngôi chùa, những đức tu, cái đợt mà những đức xuất gia, những đức xuất gia là lúc đó được khoảng 1.000 người, mà 1.000 người đó là 1.000 người Phật tử mà được vô chánh điện rồi đóng cửa lại. Tại vì sao? Vì khó khăn quá. Nghĩa là mỗi lần tập trung là người ta đến người ta hỏi thăm sức khỏe, nên xuất gia mà giống như là trốn vậy. Đóng cửa rồi lại làm thấy ghê lắm. Đây là những đức thấy rõ ràng luôn mà. Rồi ngày nào người ta cũng lên người ta hỏi thăm mình, được thấy vất vả không? Nhưng mà từ khi những đức đi xuống dưới đây, những đức ở chùa của hòa thượng nha, thì những đức thấy rằng là chưa bao giờ những đức thấy có cái chuyện ai đến hỏi thăm sức khỏe như đức. Tại vì sao? Vì mình khỏe quá khỏi cần hỏi thăm. Ngày xưa trên kia bệnh hoài nên ta hỏi thăm sức khỏe. Hiểu không? Thì những đức thấy rằng là một cái cảnh giới mình sống mà được bình yên á, thì mình mới dễ tu. Chứ thật sự mà nói, mà bây giờ ta nói á, gia hòa vạn sự hưng, an cư thì mới lập nghiệp. Chứ bây giờ mà cái gia đình không bình yên, cái nơi ở không ổn định, khó lập nghiệp lắm quý vị, đúng không? Thí dụ như bây giờ mình có làm ăn phát đạt cỡ nào, nhưng mà giống như thuyền mà đi mà gọi là bữa nay bến này ngày mai bến nọ, thì người ta sẽ nói mình câu: thôi anh chị ơi, dù anh chị làm ăn được nhưng mà kiếm chỗ nào cắt cái nhà, mình phải có một cái nhà đàng hoàng thì mình mới an cư lập nghiệp nghe. Chứ mà cứ ngày đây mai đó hoài, nó không có nguồn gốc đâu, đúng không? Rất là rõ ràng. Nên từ nơi đó mà người tu hành của mình không thể nào đi Đông Tây Nam Bắc được, mà mình phải có cái nơi an cư, an định. Ví dụ như ngày xưa người ta đi hành cước, ta đi đầu này đầu kia đầu nọ, ta đi tham học, là cái thời xưa người ta rất là tiện lợi cái việc. Thí dụ như người ta có năng lực, có thể buổi tối người ta ngồi gốc cây nào, người ta ngủ một chút, rồi người ta thức dậy tiếp tục ta đi, ta đủ sức khỏe đi ngoài mưa ngoài nắng, ta ngồi gốc cây người ta ngủ. Còn mình bây giờ mà mưa cái là mình cảm xúc, còn bận đi mình ngủ mà mình ngồi gốc cây sao mình ngủ đây, kiến cắn mình cũng chết. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị thấy cái căn tính của mình và người xưa nó hoàn toàn khác. Nên bây giờ mình tu hành mình phải có một điểm, một chỗ rõ ràng để mà mình tu. Mà muốn có một chỗ tu hành như vậy thì phải cần nhiều đôi tay người để hộ trì. Mà hộ trì mà đúng được cái chỗ gì thì gọi là đúng là tu tạo công đức lớn nhất, đúng không? Rõ ràng. Nên từ nơi đó mà ví dụ như bây giờ mình hộ trì một nơi gì để cho nhiều con người được ở, mà nhiều người già, bây giờ hòa thượng xây ngôi chùa gì, người già đợt này ở xong chết đi, rồi tới đợt khác chết đi, đợt khác chết đi, cứ chết rồi mấy người trẻ này tắn lên già cái tiếp tục chết nữa, cái người khác tiếp tục, nghĩa là từng đợt người. Thí dụ quý vị ở đây còn sùng sồn quý vị chưa vô đúng không, nhưng mà may mắn quý vị già quý vị vô, thấy không? Mình vô thật sự mà nói, nhiều người vẫn có tâm niệm là mình già mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, nhất là những người tu của mình này, là thích ở trong ngôi nhà Tam Bảo được tu hành, được nghe pháp, được niệm Phật rồi này kia, để mà cuối cuộc đời người ta đưa tiễn mình về cực lạc. Cái này là cái điều mà mình thấy mình hạnh phúc khi tuổi già. Nhưng bây giờ sùng sồn thì chưa vô được, thấy không? Thì vậy thì bây giờ mình muốn tương lai mình vô ngôi nhà Tam Bảo mình ở, thì mình phải thường hộ trì Tam Bảo để cái nhân duyên nó dày. Ví dụ như có những người quý vị thấy người ta già, người ta vô, người ta đâu có đời, người ta đâu có hộ trì Tam Bảo gì đâu, mà người ta cũng vô, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp người ta đã có cái duyên hộ trì Tam Bảo, nên người ta mới có cái nhân đó, nên có cái quả này. Chứ đâu mà tự nhiên cái ta xây cắt lớn gì, tự nhiên mình vô mình ở ngon lành,
mà là người ta lo hết trơn, ở đâu mà không có nhân mà có quả kỳ cục vậy. Nó đã có cái nhân hộ trì Tam Bảo dày dữ lắm rồi mới vô được. Còn nếu như mình mà không có cái duyên phước đó, mình muốn vô ở cũng được. Ở nhà thì nó khỏe re, mà vô chùa nó bệnh te tua. Vì biết rằng có những người lạ lắm, ở nhà rất là khỏe mà vô chùa là bệnh quá trời bệnh luôn. Bệnh đến mức mà mình phải chạy về nhà, mà về nhà thì nó khỏe, vô chùa thì nó bệnh. Đó gọi là mình không có đủ cái phước đức mình ở trong cái ngôi nhà Tam Bảo. Tại vì cái mảnh đất Dạ Lam nó đâu có đơn giản. Cái nơi nào mà xây lên ngôi chùa là cái nơi đó cũng là nhiều đời nhiều kiếp nó là đất chùa thì mới là xây chùa. Chứ nếu như không phải đất chùa sao xây chùa? Thí dụ như đất bệnh viện là xây bệnh viện, đất chùa là xây chùa. Bây giờ miếng đất đó là miếng đất chùa thì dù có muốn xây bệnh viện xây cũng không được. Tại vì nó phải xây chùa. Xây chùa thì được mà xây bệnh viện không được. Cái nguyên lý đó là như vậy đó quý vị. Đó. Còn đất đó là đất xây bệnh viện, quý vị muốn xây chùa xây cũng không được. Tại vì đất đó là đất xây bệnh viện chứ không phải xây chùa. Còn miếng đất đó là miếng đất cắt nhà ở của người ta thì quý vị muốn xây chùa xây cũng được. Vì xây cốc người ta cũng đuổi quý vị nữa. Tại đất đó là đất của người thường ở chứ không phải là miếng đất của người tu ở. Còn cái nhà quý vị mà cắt lên mà cái nhà tu á, là đất đó là đất tu, nên cái người tu đến dùng đất đó ở. Còn cái đất nào là cái nơi mà người ta cắt lên cái chỗ mà làm đồ tể là đất đó là cái đất ác ôn. Cắt nhà lên để nó sát sanh. Quý vị phải hiểu nguyên lý này chứ. Cái nơi đó đã từng giết người hoặc ghê gớm chỗ đó lắm. Rồi nó có cái nguyện là nơi này phải là mọc lên cái chỗ sát sanh thì tự nhiên cái nơi đó là mọc lên cái chỗ sát sanh. Quý vị biết rằng cái nhân cái quả nó rõ ràng dữ lắm, cái giỡn đâu. Nên mình bây giờ được ngồi trong cái mảnh đất Dạ Lam gì là đâu có đơn giản. Mình được khỏe rồi mình tu học rồi mình nghe pháp rồi mình ăn cơm rồi mình ngủ nghỉ, mà nó ngủ nghỉ không được nhiều vậy mà nó khỏe được là do gì? Cái phúc đức của mình nó có, nó mới ở trong cái mảnh đất Dạ Lam nó ở được gì. Còn cái người mà nó không đủ duyên đủ phước, quý vị, họ chán ngấy luôn, họ đến một bữa một thôi là họ muốn đi về liền. Quý vị coi dẫn đoàn đi, có những người trong cái nhóm quý vị có đó, họ kêu đi về đi hoặc xuống Vũng Tàu tắm chút đi. Còn bây giờ những người ở đây là thích nghe pháp nè, thích tu nè, bây giờ quý vị kêu người ta đi, đố mà người ta đi, tôi nói dạ gì đi xuống đó làm gì vậy đó, hiểu không? Ta đâu có chịu đi. Nó giống như tố nào theo tố nấy. Người ta đó thích đi chơi là người ta nó hướng đi chơi. Còn mình thích nghe đạo thì mình vui nghe đạo. Thì cái tâm nào thì cảnh nấy thôi. Nguyên lý nó là như vậy. Nên những đứa thấy rằng là với một cái nhân duyên đặc biệt như vậy mà quý vị ngồi trong một cái chánh điện, quý vị coi chánh điện vạn Phật ha, xung quanh Phật, tượng Phật bằng vàng thiệt luôn. vàng thiệt luôn đó quý vị, tượng Phật này, nên gọi chánh điện với điện vạn Phật quang đại tùng lâm nha. Nó nên từ nơi đó mà mình được ngồi ở đây là cái nơi này là cũng cái nơi đặc biệt. Thí dụ như bây giờ nếu hòa thượng không đủ phước đức thì sao hòa thượng xây dựng được gì? Biết rằng là làm thì người ta cúng dường, nhưng vì không đủ phước đức ai cúng? Không đủ phước đức ai cúng cho mình. Hiểu không? Bây giờ thí dụ như bây giờ những đức chia sẻ Phật pháp, biết rằng là đem cái pháp của Phật để hướng dẫn cho quý vị, nhưng nếu những đức không đủ cái duyên này làm sao có hướng dẫn quý vị về đây mà chịu nghe, đúng không? Bây giờ có nhiều người, bây giờ người ta thấy gì người ta cũng muốn thuyết pháp để cho nhiều người nghe đó, nhưng bây giờ người ta thuyết người khác lại không nghe. Mà người ta thuyết còn hay hơn những đức nữa mà người ta không nghe. Nhưng mà người ta thích nghe những đức vì sao? Vì những đức quý vị đã có cái nguyện. Cái nguyện gì? Sau này tôi thuyết pháp phải nghe hết nghe chưa. Tôi đưa tay lên ai cũng đồng ý chứ. Thì bây giờ mình thuyết pháp là người ta nghe. Còn nếu như mà mình không có cái nguyện đó với người ta, mình thuyết pháp người ta không nghe. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày thỉnh hỏi thầy Lý Bỉnh Nam rằng: cái người thuyết pháp tại sao con thấy thuyết rất hay mà ít ai nghe, mà thuyết dở mà nhiều người nghe, là nguyên lý gì? Thì thầy Lý Bỉnh Nam ngày nói rằng là có duyên hay không có duyên. Có duyên thì thuyết dở người ta cũng nghe nữa, mà không có duyên dù có thuyết hay người ta cũng không nghe. Nên cái quan trọng là gì? Cái duyên. Vậy thì muốn có duyên thì phải làm sao? Thì tu duyên. Chứ làm sao? Có duyên thì tu duyên. Nhưng mà tu duyên nhanh nhất là cái duyên mà ở trong cái đại chúng này nè, là nhanh nhất. Tại vì sao? Vậy vì ngồi chung với tất cả những người tu, khi mình ngồi gần với người tu, mình ở gần người tu,
thì tức khắc cái duyên mình nó sẽ hình thành mau. Tại vì họ tu nên cái duyên của họ đến với nhau mau hơn là người không tu. Người không tu thì nó đi một vòng rất là xa nó mới gặp lại, mà người mà tu thì nó gặp lại cấp kỳ. Bây giờ nói đơn giản, chỉ có một đời ngắn ngủi này về cực lạc là gặp rồi, đúng không? Chứ thì sao, về cực lạc là gặp rồi. Còn nếu như mình không tu thì mình phải chịu tam đồ ác đạo. Mà tam đồ ác đạo thì biết chừng nào mà gặp lại, mà có gặp lại cũng không biết, chừng nào về cực lạc mới biết. Thí dụ như bây giờ mình ở trong cõi đời này nè, mình ở trong lục đạo luân hồi này đi, mình gặp nhau gì là mình có duyên. Nhưng mà mình chỉ nói là mình có duyên, chứ thật sự mình không có biết cái duyên này giữa mình với nhau là sao. Thí dụ như ngày xưa hay đời kiếp nào, thí dụ như bây giờ cái chị này là đực, còn tôi lại là cái, mà đời này tôi lại đực, chị lại cái. Bây giờ mình biết là có duyên, nhưng mà mình không có biết là cái duyên, những cái duyên đời trước giữa mình với nhau là đực hay là cái, thăng làm sao, quen làm sao, chị em anh em hay vợ chồng gì mình cũng không biết, hiểu không? Mình không có biết cái gì chứ, mình mê hoặc điên đảo, mình chỉ biết có duyên. Mình biết trong kinh Phật dạy là gặp nhau là có duyên, thuận hay nghịch duyên. Nhưng trước nhất là gặp nhau về là thấy thuận duyên rồi đó. Mà quý vị tin rằng trong cái thuận duyên này vẫn có cái nghịch duyên ngồi trong đây luôn. Có, vẫn có cái nghịch duyên ngồi trong đây. Đó là cái nào nghịch duyên ngồi trong đây? Là họ vừa nghe mấy câu, họ đi vòng vòng, nó nói ông thầy nói chuyện thấy ghét. Đó, nghịch duyên liền. Hoặc là nó xàm, thấy chưa? Có không? Có mà. Trong cái đông người này vẫn có những người, người ta nghe vài câu thôi, đứng lên, nói xàm bà láp. Thấy không? Đó, nghịch duyên đó vì sao? Vì cái câu đó mình cũng đã từng mắng họ vậy đó. Mình mắng họ nói xàm bà láp, họ mắng phải đó. Chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Nên từ nơi đó mà khi mình đến cái ngôi Tam Bảo, cái lời nói mình cẩn thận. Hay mà đi núi non, đi cái nơi mà am cốc, cẩn thận. Vì những cái nơi đó nó ưa có những thành phần linh ứng, hiểu chưa? Thí dụ như mình đi núi non rồi đi, mình nói coi chừng rắn cắn bà bây giờ. Nói một câu tầm bậy vậy, rắn nó cắn mình thiệt. Tại vì trong cảnh giới của loài rắn nó có nhiều loại rắn, thấy không? Trong những cảnh giới của thằng linh có nhiều loại thằng linh. Trong cảnh giới của ma tà quỷ mị có nhiều cảnh giới của ma tà quỷ mị. Mình chỉ cần đi đến những cái nơi mà thâm sơn cùng cốc nói tầm bậy là có xuất hiện. Mới nói là linh cảm, nó cảm với những thành phần như vậy dễ hơn. Nên từ nơi đó mà mình đi núi, đi non, đi am, đi cốc, đi cái nơi mà rừng rú, mình niệm Phật, mình không có dám nói tầm bậy tầm bạ, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó phải khéo, cái miệng của mình cẩn thận. Nên ví dụ như mình ở cái chỗ đông người gì đi, cái nơi đông người gì nó có những cái cảnh giới mà mình không có biết đâu. Chứ đâu phải con người bình thường không ngồi trong đấy đâu. Có những cảnh giới mà cặp mắt phàm mình không có biết. Tại vì cái cõi này cái cõi là phàm thánh đồng cư độ, mà thánh cũng ở trong phàm, hiện giống hệt người phàm. Có khi một cái pháp hội thù thắng gì, Bồ Tát ở cực lạc hay những cảnh giới bậc A-la-hán ta thì hiện đến đây nè. Xong người ta ở trong cái pháp hội này để người ta hộ trì. Người ta đến cái người ta làm một người lạ, người ta vô người ta ngồi y thinh. Người ta cũng là những người nghe pháp, người tu bình thường như mình, người ta vô vậy đó. Nhưng mà xong hết trơn chương trình lễ Quan Âm, xong hết trơn, người ta đi đến cái gốc cây nào cái người ta mất tiêu. Mình không có biết, hiểu chưa? Nên ở trong cái cảnh giới này mình nói tầm bậy, có khi mình dính, mình phạm phải cái lỗi lầm rất là lớn. Nên thí dụ như mình dù nghe không nghe gì, nhưng mà mình im điềm mình đi ra ngoài. Chứ mình đừng có nói tầm bậy tầm bạ, khi mình mang cái khổ nghiệp rất là lớn. Chứ không giỡn đâu. Tại vì cái duyên người ta khi mà ta chia sẻ vào pháp gì nè, là cái duyên này của nhiều đời nhiều kiếp nó đã nguyện lớn dữ lắm, nó mới có thể mà chia sẻ gì. Vì nói ai cũng quy tụ con người gì ha, đâu có phải ai cũng quy tụ được đâu. Thí dụ như bây giờ mình nói, thí dụ đại đức Thích Chấn Nhàn chia sẻ vào pháp ngày xưa, người ta ngồi nghe cũng như vậy luôn, đông như vậy nè quý vị, đông thiệt là đông luôn, không ít đâu. Thì quý vị biết là cái nguyện người ta đâu có đơn giản đâu. Nhưng mà cái nguyện của con người ở trong cái cuộc đời này, chúng ta có thể giữ được cái nguyện của mình mãi mãi hay không? Tại vì sao? Vì nếu như mà mình giữ cái nguyện mãi mãi thì mình thành tựu con đường giải thoát đời này liền đó. Nhưng mà sợ mình đi giữa chừng mình thay đổi. Cái thay đổi ngay của mình là cầu cảm ứng. Quý vị nhớ rằng cái cầu cảm ứng là cái phương tiện để dẫn dắt cái người mới biết đạo đi vô. Vì người mới biết đạo người ta thích cảm ứng như lắm. Người ta nghe cái gì cảm ứng, người ta nghe cái gì vui vui. Nên tại sao mà quý thầy cứ tổ chức chương trình ca hát? Tại vì người ta không tu, người ta thích ca hát. Bây giờ quý vị để ý đơn giản thôi.
Bây giờ cái lớp đạo làm con của mình, cái lúc bình thường thì dụ như 300, nhưng mà ví dụ như cái lúc mà đãi ăn là nó lên 800, 700, kinh khủng không? Đó, cái lúc đãi ăn nó rất là đông à, nên mình dùng cái phương tiện đãi ăn mà ta đến đông người ta phải thuyết pháp cho người ta nghe nữa, chứ không cho ăn không, hiểu chưa? Nó dính luôn nó. Nếu như mà mình lỡ ăn không thì cái này là chỉ bố thí về thức ăn, nó không có bố thí pháp. Mà nó không có bố thí pháp thì nó khó có vô ý thí nằm trong nó. Nên từ nơi đó mà những đức thấy rõ ràng, nên người ta dùng cái phương tiện cho ăn uống là nó tập trung con người. Nhưng mà nếu tập trung con người mà không có pháp thì ổn quá. Nên những đức nói những cái ngôi chùa mà cho người ta ăn mà không có pháp thì ổn quá. Những đức nói ví dụ như một ngôi chùa cho ăn không đi, người ta đến ào ào khách ào đến ăn. Quý vị kiếm bài pháp nào, ví dụ như bị chủ trì chùa đó, mình nói bài pháp ngắn, mà bài pháp làm sao mà nó đầy đủ nội dung trong đó hết. Cái đầu mình bắt cái lo trong cái nhà ăn đó, mình bắt xong người ta vô ăn cơm, người ta ngồi, người ta nghe được công đoạn đó, người ta hỏi ủa cái công đoạn này ai nói chuyện, nó là chủ trì chùa nói chuyện chỉ dạy người ta một cái pháp, rồi xong cái giờ nào đó mà cổng chùa hay điểm nào mình bắt vài cái máy niệm Phật đến chi, để người ta vừa bước vô cái người ta nghe niệm Phật liền. Nếu như mà cái ngôi chùa đó mà làm gì đó, thì quý vị biết rằng đãi ăn thì cái phước rất là lớn. Nhưng mà nếu không có cái pháp thì nó thành phước hữu lậu, còn nếu nó có cái pháp thì nó thành cái phước đức vô lậu. Cái phước đức vô lậu nó thù thắng lắm quý vị à. Hãy nhớ những đức làm những điều này là do chính bản thân những đức đã kinh nghiệm rồi. Thí dụ như những đức khi mà đến nơi hộ pháp của hòa thượng chùa dưới, thì quý vị biết rằng là cái đầu tiên những đức đến là tối đêm đó những đức tu, sáng mai những đức cũng đi thực một cái, để đối với những cảnh giới của quỷ thần chư hương linh mình phải có sự cung kính. Tại hòa thượng Tịnh Không thì cũng dạy có tâm cung kính nhưng không có học, tại vì họ dẫn trong lục đạo luân hồi, mình học là mục tiêu học ngay Phật pháp mà. Nó đối với cảnh giới quỷ thần, đối với cảnh giới của họ mình phải cung kính, đi ngang tượng thần tượng thánh tượng gì cung kính cúi đầu, đều là phải có tâm để mình kính người ta kính mình, mình phản cảm người ta phản cảm ngược lại với mình cũng khó sống, hiểu chưa? Nên từ nơi đó phải có tâm cung kính trước nhất là gì. Xong bắt đầu là những đức bắt máy niệm Phật xung quanh chùa, thấy không? Theo vị trí đường á, là gần đường là những đức đều bắt máy niệm Phật, chùa mình nó phát niệm Phật ra đường để làm chi, biết không? Để cho người đi qua đi lại nghe niệm Phật, để trong lòng ta nói chùa này gì đâu mà bắt niệm Phật suốt tối ngày chặt, vô chùa này thử coi sao đó. Cái duyên quý vị, cái duyên bắt đầu là nó phát ra rồi, chùa niệm Phật rình rang tối ngày. Mà nơi nào mà niệm Phật là nơi đó quang minh phổ chiếu, mà nơi đó đã là quang minh phổ chiếu thì tự nhiên cái nơi đó người ta nhìn ngang cái nơi đó là cũng là ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa người ta nhìn cái nơi đó mà chưa niệm Phật thì ta thấy cái nơi đó cho nó u ám quá. Nhưng mà khi một cái nơi đó mà bây giờ mà niệm Phật là người ta ngang, người ta nhìn cái nơi đó ta thấy rõ ràng. Quý vị tin rằng không? Có những người mà người ta gặp như đứa ta nói một câu này: ngày xưa khi chưa niệm Phật, khi người ta đi ngang hộ pháp tự nhiên ngộ ra, ta không thấy. Nhưng mà bây giờ tự nhiên người ta đi ngang là ta thấy liền quý vị. Là quý vị biết vì sao? Vì cái nơi niệm Phật là cái nơi Phật quang phổ chiếu. Nên ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân này nói một câu rằng là quang minh của Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Đó. Chị nhớ đó. Ví dụ như một cái pháp hội mà mình viên người ta niệm Phật, mình tán thán danh hiệu A Di Đà Phật gì nè, tán thán danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát gì nè, thì quý vị biết rằng là cái nơi này là quang minh phổ chiếu. Dù là quý vị lễ Quan Âm Bồ Tát, quý vị bị đứng gió mệt vậy đó, nhưng quý vị phải nhớ rằng trong cái lễ đó của quý vị đó, nó tiêu nghiệp quý vị rất là nhiều. Quý vị có thể tiêu đi cái nghiệp chướng khổ đau vô cùng, mà quý vị trả một cái khổ đau một chút vậy thôi. Mình phải tin như vậy đó. Nên trong Phật Pháp nó rất là hay, cực kỳ hay nên mới có lý giải. Trong Phật Pháp mà nếu không có lý giải là con người ta mê hoàn toàn hết, không có biết và người ta bỏ cuộc hết trơn à. Nên những đức nói rằng là cái chương trình lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm này mà quy tụ được con người như vậy là cực kỳ khó. Những đức nói nếu như mà không thiết pháp là bảo đảm với quý vị sẽ không bao giờ quy tụ cái chuyện mà 2000 lại mà 4 ngày lại này đâu. Không thiết pháp không thể nào quy tụ được. Những đức tin chắc 100%. Có một cái nơi cũng tổ chức, định tổ chức 4 ngày. Những đức cũng mình muốn để coi thử người ta tổ chức làm sao, mình mừng giùm cho người ta mà. Khi những đức bấm lên coi thì những đức thấy họ là bật âm thanh lên để lại. Những đức nói không thành công đâu. Khi mình bật âm thanh ban đầu sẽ không bao giờ thành công. Vì sao? Vì quý vị bật âm thanh ban đầu nó không có sức thu hút. Từ khi ví dụ như những đức bây giờ lễ với quý vị, sau này từ khi những đức là không có sức khỏe để lễ được nữa, thì những đức bật âm thanh quý vị dẫn về. Nhưng những đức phải lễ chung với quý vị nghe. Thí dụ như bây giờ những đức làm chủ sướng luôn,
Rồi sau này những đứa không sướng nổi luôn là phải lễ chung. Lễ chung không nổi nữa thì phải ra thuyết pháp. Thuyết pháp không nổi nữa thì thôi. Sao giờ? Hiểu chưa? Đó, thì phải như vậy nó mới thành công. Còn nếu như mà ban đầu tự nhiên bật âm thanh của người ta lên là nó không thành công đó nghe quý vị. Từ khi là thí dụ như cái duyên của cái người đó, cái người này, cái duyên nó duyên với chúng sanh một số Phật tử nào đó mà bật lên cái trực tiếp này thì người ta lợi. Một số chúng sanh đó người ta lợi đó nghe. Còn trung bình nếu mà nó không đủ duyên là nó không đến. Mà nó đến mà đến mà gọi là 4 ngày khó lắm. Rất là khó. Nhưng Đức thấy ở ngoài Hà Nội có cô này là cô cư sĩ, cô Thí. Cổ nhiệt tình lắm quý vị. Mà cổ có thể tổ chức được 4 ngày lễ Quán Âm hoặc là 3 ngày 4 ngày của lễ Quán Âm. Vậy mà cổ có thể tập trung được khoảng cỡ 300-400 người là cũng đặc sắc lắm rồi đó quý vị. Vì cư sĩ mà rủ được 300-400 người đến. Mà thí dụ như cái buổi lễ trực tiếp của mình là cổ sẽ bật lên và người ta nghe những Đức giảng rồi cho lễ luôn. Hoặc là cổ nhờ những Đức phải giảng bài pháp ngắn, xong là cô bật lên bài pháp ngắn đó, tán tháng gì lễ Quan Âm, xong là cô bật lên lại 500 danh hiệu lại rồi ra phóng sanh. Có nghĩa là cô làm luôn. Mà cô nói rằng bây giờ con thì cố gắng thầy ơi, một lần này nữa chắc lần sau chắc tổ chức không được tại cái bụng bự lên nè, bầu lên bầu bự á. Và nói là chiến này còn lại được bầu nhỏ lại luôn. Mà những Đức thấy công nhận là hay lắm. Có một đứa bé nhỏ có một đứa bé nhỏ mà quý vị biết rằng là mẹ của nó lễ 4 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà bà cô này là sắp sinh, cô lễ tới ngày thứ 4. Vừa xong bữa sau lại đi đẻ. Đúng là cao thủ thiệt chứ. Đúng là cao thủ võ lâm luôn đúng không quý vị? Là khi mà cô đi đẻ ra đứa bé này đó, mà thường ẵm đến cái lớp đạo làm con của mình. Hồi hởm mà cái đoạn mà quay lớp đạo làm con mà đứa bé mà trên xe bước xuống đoàn chị Mai hay gì đó, thì cái đứa bé nhỏ xíu xíu mà nó dễ, đừng có nói nữa. Nó dễ quý vị biết rằng nó đi vô chùa mà người ta đông y mà nóng nực đồ quá trời luôn. Vậy đó mà không khóc một tiếng, không khóc gì chứ, quý vị nghĩ đi. Nên từ nơi đó mà mình thấy rằng là một đứa mà nó có thiện căn như vậy đó thì quá đặc biệt. Nên mỗi một con người chúng ta khi mà mình biết được cái nhân duyên đặc biệt như vậy thì tự nhiên mình sẽ biết hội tụ nhân duyên phước đức cho con cháu của mình. Đúng không? Nên người xưa người ta nhắc về cái việc mà thai giáo quan trọng. Thí dụ như một đứa bé mình đang mang thai đi, đúng là nó đến là nó đòi nợ mình đó. Nhưng mà nhờ cái lúc mà mình mà đang mang thai đó mình biết tu. Mình tu, mình ăn chay trường, mình niệm Phật, mình phóng sanh. Vậy mà khi sanh đứa bé đó ra là nó báo ơn. Từ nó đòi nợ mà thành nó báo ơn. Là từ nó trong bụng nó chuyển nghiệp rất là nhanh. Chuyển nghiệp nhanh lắm quý vị. Nhớ. Nên đứa bé sinh ra thôi nó dễ, nó dễ thương gì đâu. Nó ẩm lên, đến nó xin những Đức nó là cho nó cái pháp danh, những Đức đặt nó là Đức Thành. Thì có đức thì mới thành công chứ. Đúng không? Nếu như bây giờ một con người muốn thành công mà không có đức thì sao thành công quý vị? Không thể nào thành công chắc chắn 100% quý vị. Đúng không? Nhưng mà nếu mình muốn có đức thì mình phải thương người. Mà thương người không chưa đủ, nó phải thương tất cả chúng sanh. Tự nhiên mình tu mình thương tất cả chúng sanh là mình sẽ có sự an lạc từ bi liền. Nên mỗi một con người chúng ta gặp Phật Pháp là một cái phương pháp nó giúp mình rất là hay. Vừa an tâm, vừa vui, vừa sanh ra phước báo, vừa tiêu trừ nghiệp chướng và đổi tâm tính ác tâm của mình. Nó đổi luôn quý vị.
Nên Phật pháp nó rất là hay, mà nhất là cái pháp môn niệm Phật này nè. Cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn đặc biệt sống động. Vì cái pháp môn niệm Phật này khi quý vị lên quý vị giảng thuyết đó, là nó không có bị câu thúc. Những đức để ý rõ ràng luôn. Lên giảng thuyết là cái môn nào nó vô cũng được hết chứ. Nó lạ như vậy. Riêng cái pháp môn niệm Phật này nó không có bị câu thúc gì văn tự. Nó sống động luôn trong mọi văn tự luôn. Nên những đức để ý rõ ràng là những đức một ngày giảng 3-4 buổi, mà quý vị thấy để ý những đức lên giảng nó đều có cái lạ. Có nghĩa là quý vị đều nghe được. Đều nghe được. Những đức nói âm thanh đây điện yếu nữa. Chứ điện mà mạnh những đức hét một cái đứt dây điện luôn. Thầy biết những đức nương nó lắm rồi đó. À, cái cảm giác của mình mà gọi là gặp Phật tử đông gì, với cái tâm quý vị muốn nghe và cái tâm những đức muốn nói nó hai bên kết hợp mà. Giảng nó hừng hực vậy nè. Nhưng mà do điện yếu á. Nên quý vị thấy rằng là những đức là quá quen. Nếu mà nói gì giảng thuyết mà cầm micro này đưa micro kia là nó gián đoạn liền, không giảng được á quý vị. Tần số nó bị lạc. Thấy không? Nhưng mà mình á, niệm ngay câu A Di Đà Phật thì tần số nào nó cũng vô được, không lạc. À. Nên cái người mà chuyên niệm Phật á là tự nhiên mình lên mình giảng thuyết mình rất tự tin. Tại vì cái duyên nó rất thù thắng quý vị, mà nghe là người ta dễ hiểu dữ lắm. Nên mỗi một con người quý vị nếu như thiếu duyên mà niệm Phật là có duyên. Thiếu phước niệm Phật là có phước. Mà muốn thành công thành đạt trong cuộc đời phải có phước. Có phước mới thành công thành đạt. Bây giờ mình mà vô phước đi, trước mắt mình có thành công bây giờ mình cũng thất bại nữa. Mà mình mà có phước thì trước mắt mình thất bại nó cũng thành công. Nên cái việc mà có phước là việc cực kỳ quan trọng. Nhớ. Nên mỗi một con người chúng ta phải cần tu cái phước duyên. Mà tu tạo phước duyên gặp được cơ hội là tu tạo phước duyên liền. Quý vị biết rằng á, con người có phước nó dẫn dắt mình gặp được cái cơ hội tu phước duyên. Con người mà nó vô phước nó dẫn dắt mình tu phước duyên không đúng chỗ. Có không? Có những người người ta giàu, thiệt giàu luôn. Người ta có thể bỏ một số tiền rất lớn người ta xây một ngôi chùa thiệt to luôn quý vị. Ngôi chùa thiệt là to luôn á. Mà sao? Mà ngôi chùa đó không ai tu. Đó. Có nghĩa là bỏ đồng tiền vào cái hạt giống. Cái hạt giống này trồng vào mảnh đất mà gặp mảnh đất khô cằn. Nó chờ cơ hội quý vị. Nó chờ cơ hội rất là lâu. Còn nếu như một cái nơi mà nó đã thành hình ra rồi, nó đang phát triển giống như nó ra cây chuẩn bị mà chỗ quả rồi, mà mình đem nước mình tưới vào thì quý vị nghĩ nó làm sao? Không, cái giải thích này nó thù thắng nè, nó phù hợp nè. Tại vì ở thế gian tu tạo công đức nào lớn nhất? Rõ ràng tu tạo công đức nào lớn nhất là giống như người ta đã trồng cây rồi, hiểu không? Rồi bắt đầu là mình lại mình tưới nước nghe thôi, nó ra qua nó chỗ quả liền, là mình đỡ đi cái thời gian gieo hạt. Giống như mà những đức ở trên kia 5 năm, thấy không? 5 năm ở trên kia là bắt đầu là giống như là nó gieo hạt. Tự nhiên đi xuống đây chùa Chiền Hòa Thượng có sẵn hết, giống như thành cây. Rồi bắt đầu mình đến mình tưới nước thôi, bây giờ bắt đầu nó ra hoa, hiểu không? Rõ ràng chưa? À, có nhiều anh em huynh đệ gặp như đức nói rằng rồi ông này cũng nhận may mắn ghê chặt, đi tu sao gặp duyên thù thắng gì. Quý vị phải nhớ là trồng cái nhang rồi bây giờ nó mới có cái quả. Nên mỗi một con người chúng ta không có một cái gì mà tự nhiên bỗng không hết chứ. Thí dụ như mình thấy có những người á, nó nghèo thiệt là nghèo vậy đó, mà tự nhiên á, có nhỏ gái nhà đẹp thiệt đẹp, tự nhiên thương cái thằng nhà nghèo. Coi cái gia đình này chỉ có đứa con gái duy nhất mà nhà giàu, cái thằng này lọt vào gia đình đó, người ta nói cái câu thế gian sao, chuột sa hữu nếp hả, hiểu chưa? Nó cái duyên của họ là như thế nào, họ gặp được cái duyên như vậy là do cái nhân họ đã tu. Bây giờ họ gặp quả này, họ có được. Nên tất cả những việc này nó không phải dùng cái câu thế gian là hên đó quý vị. Không có cái chuyện hên xui nằm ở đây, mà là do cái việc bạn có phước hay không có phước. Ủa, cái thằng này nó nghèo sơ nghèo sát mà phước cái gì? Nó nghèo là tại cái nhà nó nghèo. Còn bản thân của nó sẽ chuyển số mệnh đi đến một cái nhà giàu nó ở đó. Cái phước của nó là giàu ở cái nhà kia. Còn cái nhà này của nó ở là cái gia đình này nghèo, là phước của gia đình này nghèo.
Còn nó vào là phải vào cái nhà kia kìa. Rồi nó nhào vào cái nhà kia xong á, rồi nó mới lan can qua cái nhà này vào. Thấy chưa? Nó có không? Có mà. Ví dụ như mọi nhỏ gái này nó nghèo, thiệt nghèo vậy đó. Ở nhà này nghèo nhưng mà nó thử thằng con trai thiệt nhà giàu cứ. Cứ xong rồi bắt đầu nó lợi nhà giàu nó ở. Nhà giàu nó ở xong nó mới làm ăn mà lại chồng nó nghe lời, nó lại thương nó nữa. Nó mới nói anh nhà em nghèo lắm, cho tiền ba mẹ cắt nhà khác. Đó, cắt nhà xong ba mẹ chưa có tivi, mua tivi. Cha mẹ chưa có cái này nọ, mua từ từ nhà đó giàu. Nên nó giàu từ cái nhà kia, nó mới quay lại giàu nhà này. Thấy không? Nói ngày bon luôn đúng chưa? Rõ ràng cái này là nhiều việc mà mình gặp trong cái cuộc đời này đó, đúng không? Nó là cái duyên. Nó như vậy đó. Giống như bây giờ những đức duyên từ tỉnh Thác Quan Âm, cái những đức duyên xuống Hộ Pháp, cái duyên qua Đại Tùng Lâm, cái duyên qua Chùa Mớ. Rồi chúng ta là những người đã có duyên, quý vị đã từng nghe qua Thầy Giác Nhàn, đúng không? Thì những đức duyên ngay chỗ Thầy Giác Nhàn, quý vị duyên ngay những đức, đúng là duyên lan can. Đúng quý vị? Nó không bao giờ có chuyện bỏng không đâu quý vị. À, đó là duyên như vậy đó. Duyên quý vị, quý vị tấp được cái bờ nào quý vị thấy hợp, quý vị tấp liền. Cái duyên nó tấp ngay cái bờ bến nào phù hợp. Thí dụ như nó duyên ngay chỗ đó, người đó cứ như vậy hoài, nó duyên hoài. Còn người kia đổi một cái là nó duyên đến cái người nào phù hợp gì thì nó duyên đến. Nó có nghĩa là nếu như một ngày nào như Đức đổi phương pháp tu thì nó coi ai là người tu giống gì thì nó duyên đến người đó. Thì mà quý vị cứ làm vậy đi. Cứ làm vậy. Nếu người nào mà chuyên tu quý vị duyên ngay người đó. Còn người nào mà bắt đầu là đổi tùm lum tùm la là quý vị bỏ người đó, đi lên cái người nào mà chuyên tu. Hiểu chưa? Hỗ trợ cho người chuyên tu. Tại vì Đức Phật đã nói rằng thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, người nào niệm Phật mình hộ trì cho người đó. Người nào mà dẫn dắt ta niệm Phật mình hộ trì cho người đó. Hiểu không? Tại vì mình muốn cho người ta thành tựu, mình phải hộ trì người này. Còn riêng mình duy trì cái pháp tu cho chuẩn xác. Cái đặc biệt nhất bây giờ vì nắm được phương pháp tu chuẩn rồi. Bây giờ tại nhà bởi vì luôn luôn có ngôi Tam Bảo rồi đúng không? Là cái phương pháp này nắm rõ được rồi. Cứ như vậy mà tu, làm người lão thật niệm Phật. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Trời, cuộc đời của mình sống mấy chục năm mà bây giờ mình gặp Phật Pháp, mình có cơ hội này, mình mừng quá. Nó, thí dụ như mình có cơ hội đi, mình lập ra một đạo tràng tu, tốt. Còn mình không có cơ hội đó, mình không có duyên đó, đừng có miễn cưỡng. Phan duyên có khi nó còn phiền phức thêm, nó làm gì. Có một cái cô kia mày miền ngoài, cổ thích có một đạo tràng tu lắm. Nhà của cổ là cổ cắt cái đạo tràng tu. Xong bắt đầu cổ cắt phòng ốc, đồ quý thầy rồi đến ở rồi. Đi đâu là cứ ghé ngang ở thoải mái luôn. Giàu mà. Nhưng quý vị biết rằng là đi đến thiệt là đông. Đến mọi người đến cho phương pháp, mọi người đến cho phương pháp. Cổ đang niệm Phật gì người ta đến, người ta bắt chị chú, cổ phải làm theo. Có người khác đến phải làm cái kia, khỏi làm theo. Cổ nói rằng con vẫn biết nó không có kết quả thầy, nhưng mà con không dám. Những đức nói, nếu cô hỏi ngược lại những đức, nếu như những đức nằm vai trò là cô, những đức sẽ quyết định sao? Những đức sẽ quyết định mình là chủ nhà. Mình là chủ nhà. Dù mình là cư sĩ nhưng mình vẫn là chủ nhà. Hiểu không? Nói câu gì là hiểu rồi đó. Tôi là cư sĩ nhưng tôi là chủ nhà. Tôi đưa lên một cái điểm chính chỗ này. Cái điểm chính của tôi là chuyên niệm Phật. Bất cứ ai đến đây cũng phải là niệm Phật giống tôi. Tới giờ tôi tu là tôi cứ tu vậy, lên tu. Đến đây là phải tu. Không tu không được đến đây. Hiểu chưa? Đó mới là gọi là trí tuệ hộ trì. Còn nếu không thà đừng ai đến, để mình tôi niệm Phật còn ngon. Đúng không? Mình là người niệm Phật mà mình đi chi cầu cái người ta đến đông với mình để vui. Không có chuyện đó đâu. Vui là vui tu chứ không phải là vui ngồi nghiêu ngao. Không phải đâu. Nghiêu ngao làm gì, để tôi niệm Phật còn ngon hơn. Đó, nên từ nơi đó có duyên thì làm, không có duyên đừng có phan duyên. Vậy mới là người thật sự có trí tuệ. Nên mình cái gì thà từ ban đầu mình nói thẳng đi. Mình nói thẳng sau này nó đỡ mít lòng. Thường người phụ nữ họ ưa có cái bệnh gì nè, họ cứ lương ương, cứ sợ buồn sợ giận, mà sau này hẳn còn ác hơn. Sợ buồn sợ giận mà hẳn còn ác hơn, đúng không? Thà quý vị nói thẳng từ ban đầu, cái gì rõ ràng đi. Cái gì rõ ràng, tôi như vậy gì, quy trình tôi là như vậy đó, lập trường tôi là chuẩn như vậy đó. Vậy thì nó hay quá. Tại sao những đứa có thể duy trì được cái chuyên tu này? Vì lập trường vững. Mà lập trường vững nó mới thành công. Con người mình như La Bàn, như làm sao thành công? Nó cứ gà tá lả âm binh.
Con người mình đâu phải là cái la bàn, mình có cái góc độ mà chuẩn mục tiêu. Còn la bàn nó gà, nó tìm kiếp, hiểu không? Mình gà hoài mệt lắm. Chúng ta chuẩn mục tiêu đi.